câu chuyện của vợ chồng song quan Nhàn Hồng Phước khiến cả hai và khán giả trường quay không thể nín cười. Tình huống hài hước xảy ra khi anh chàng và bạn cùng phòng đều dẫn bạn gái về ngủ qua đêm. Phòng em lúc đó có hai cặp, mỗi cặp nằm một góc. Mình muốn lắm nhưng quàng cái tay qua thì sợ thấy nên cứ quàng rồi dược lại, nằm suy nghĩ tiếp. Lần thứ hai thì em quàng qua nhưng đơ luôn. Lần thứ ba là con người mình không kiềm chế được nữa, xong rồi ôm luôn, anh chàng kể lại đêm đấu trí khá căng thẳng. Sau khi được bạn gái để yên cho hành sự, Quang Nhàn mới thú thật, lúc đó em nghĩ trong người như có đoàn tàu lửa cán qua. Ôm rồi cút luôn. Chàng trai hài hước cho hay dù biết bên kia cũng đang cùng tình trạng nhưng anh không để ý gì mãi. Lo bên này. Lúc đó có chết cũng phải làm, được Quang Nhàn nhấn mạnh. Bạn cùng phòng cũng dẫn người yêu về ngủ, chàng trai nằm cạnh bạn gái như tàu lửa cán qua.